Có ai giục hai cái thùng bia không? Thì thường thường mấy cái người lụm ve chai đó, người ta đi lòng vòng, người ta gặp, người ta lụm, người ta đem đi bán. Đó thì ở trên đây nó có 24, 20. Còn đây thiếu. Chai này, cái này loại nhỏ. Không biết cái loại nhỏ nó mua mấy sen, không biết nó có mua 5 xu không biết, để thử lấy đi bán coi. Nếu mà bán hết cái này á, được 4 đồng, mua ly cà phê uống. Hồi nãy Quốc lụm được hai cái thùng bia da chai, hai cái thùng bia không. Thì Quốc chạy tới gần nhà, từ ở nhà tới đây là nửa cây số. Thì ở đây là cái chỗ thu dựa thu mua ve chai của Việt Kiều làm chủ. Thì các bạn muốn muốn hành nghề đó thì các bạn cứ đi xuống City Hall ở bên Mỹ á, City Hall các bạn xin giấy phép hành nghề. Ở trong đây người ta có để cái bảng giá nè. Đó thì các bạn muốn kinh doanh đó, các bạn đi xuống City Hall, các bạn lấy cái giấy hành nghề thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn. Nói chung nó cũng đơn giản lắm chứ không có gì khó hết á. Có một số Việt Kiều bên đây đó các bạn, người ta cạnh tranh đó, người ta đi tới nhà của mình người ta lấy luôn. Nếu mà mình có nhiều ve chai đó, mình không có cần phải đi tới cái dừa, mà là mình gọi mấy người Việt Kiều á, mấy người mà thu mua công lon á, mà người Việt Nam á, người ta tới người ta sau khi mà Quốc bán hai cái thùng bia này xong á, là Quốc sẽ tấp qua mua ly cà phê. Ra ngay chỗ cửa sổ lấy tiền, em đưa tiền cho. Bao nhiêu vậy anh? 2 đồng. 2 đồng, ok. Quốc tưởng đâu là cái chỗ này là cái chỗ của người Mỹ, nhưng mà ai về đâu đi tới đây gặp Việt Nam. Việt Nam làm ngày này không ạ? Việt Nam làm ngày này thì không biết ở đây ảnh mua bao nhiêu, nhưng mà 2 đồng thì giống như mình lụm ở dưới đường thôi. Đó, không có gì hết. Đó thì đây là cái cơ sở thu mua ve chai của người Việt. Oh, ok, thank you. Đúng ra đó, nếu mà cái bình này á, nó 24 chai đầy đủ á, mỗi một thùng như vậy á là 2 đồng 40 xu. Quốc vừa hỏi một cái vị này, nhưng mà cái lý do ông vị khách này ông nói á, cái lý do mà ở trong đó người ta nhân viên người ta trả cho mình 2 đồng á, tổng cộng 2 đồng, là người ta tưởng đâu là ở trong đó mình bỏ lộn xộn. Thank you so much. Yeah. Đó thì mình mới hỏi, có nghĩa là quy lực á, là mình bán một chai 5 xu, một chai phải là 5 xu. Đó thì cái vị khách đẩy cống lon cho đó mình vừa hỏi đó. Đó thì hai cái thùng bia của mình, cái nhân viên người Việt Nam ở trong đó hiểu lầm, tưởng là đồ nó bị... nó bị mix, có nghĩa là nó lộn xộn chai này qua chai kia. Với lại cái ông vị khách này ổng nói á,
mình phải vô, mình phải điếm ra, mình để lên cái mâm đó, mình điếm ra, mình bưng vô á, thì họ mới tính mình 5 xu một chai. Còn mà hồi nãy Quốc đưa cái thùng đại như vậy đó, đó thì Quốc bị lỗ, nhưng mà không sao các bạn, giống như mình đi đường mình lụm 2 đô vậy thôi. Thấy đi lụm ve chai bán hai cái thùng bia không á, hai cái thùng bia không ve chai đó, mua được ly cà phê này. À, đúng ra đó là hai cái thùng bia đó là nếu mà mình chịu xiên đó, mình để lên cái mâm, tại vì hồi xưa tới giờ đâu có bán ve chai đâu mà biết, có nghĩa là ở trong đó người ta có cái bàn dài như vậy đó để cho mình sắp xếp vô. Có những cái mâm không đó, cái thùng không đó, mình phải để lên trên đó gõ gàng, mình bưng vô thì người ta điếm, người ta mới tính mình là 5 xu. Đó, lần đầu tiên không biết, cứ bưng hai cái thùng vô đưa đại cho cái anh trai đó, ảnh tính mình cái dạng như mua mà đồ mà nó xáo trộn cái này qua cái nọ rồi người ta trừ hao đó. Đó, ảnh tính mình hai thùng đó 2 đồng. Nhưng mà mình đi hỏi mấy cái người mà chuyên nghiệp đó, lòng vòng mấy cái người bán á, ở ngoài cánh cửa của cái shop đó, thì người ta nói đúng ra đó là một cái thùng bia không á, hai đồng 40 xu. Nếu mà mình bán một cái thùng bia không đó, đó là phải đúng ra là phải 2 đồng 40 xu. Hai thùng á là phải là 4 đồng 80 xu. Đó thôi kệ, nhưng mà cái gì cũng vậy, tiền miễn phí mà đâu có tính toán được.